Xin chào bạn, tôi Tố Phan, đang dán mạng trên trang web là phankimto.com. Thì video này tôi sẽ nhắc lại cái chúng ta muốn hiển thị thời gian lên trên cái màn hình bạn. Hình như là có một video trước ta nói về vụ này rồi. Bây giờ tôi nhắc lại, nghĩa là ta hiển thị lên trên cái màn hình gì bạn. Có hai trường hợp, một là điểm tới đó, 1, 2, 4, nói chung điểm bao nhiêu cũng được, tùy bạn đặt. Tôi để cái trường hợp điểm tới 5 thì tự động thắng, còn không thì bạn hãy đếm ngược lại. Ví dụ như là từ 5, 4, 3, 2, 1, 0 thì nó sẽ thắng. Ví dụ vậy bạn, thì nó sẽ có hai trường hợp là một là điểm tới, hai điểm lùi. Thì sau khi mà điểm xong mà kết thúc các bạn, kết thúc thì nó sẽ, bạn muốn nó chiến thắng hay là bạn muốn nó chuyển cảnh hay là muốn game over đó cũng được. Cái đó cái tùy chúng ta bạn, tùy chúng ta. Quan trọng là chúng ta định được cái thời gian là nó tăng lên hay là nó giảm xuống á. Rồi, thì cách làm như thế nào bạn dễ lắm. Thì bạn mở cái nốt nào lên cũng được, một cái đối tượng nào cũng được. Rồi trong đối tượng đó bạn sẽ thêm cho tôi cái timer là điểm đó bạn. Đây, cái timer là cái điểm thời gian thì dễ rồi. Thì thời gian chúng ta mặc định ban đầu bằng là nó sẽ là điểm lên ha, đang điểm lên nè. Rồi, với lại cái cách hiển thị nó, ví dụ tôi quên đó, là bạn sẽ thấy trên màn hình này hiển thị là dạng một con số, hay là bạn click vô đây bạn cho nó hiển thị là phút với giây. Này, khi tôi để thì hiển thị là mm.s là minute và second đó bạn, là phút phút giây giây á nè, thấy chưa đó. Do tôi để này là có 5 mà bạn, bên đây tôi để có 5 nên nó đếm tới 5 là nó sẽ ngừng rồi, nó kết thúc rồi. Dù bạn để này là 10 thì nó đếm tới 10, mà để nhiêu thì nó đếm tới bao nhiêu bạn, thấy chưa. Bên trước là phút, còn sau là giây, đây là phút giây, còn đây là chỉ có giây không đó, thấy chưa. Đây là chỉ có giây không, còn đây là hiển thị giây mà cái phần trăm giây đó bạn, như này có tới khắc các bạn, một giây có bao nhiêu khắc đó, thì nó đếm, thấy chưa. Nhìn kiểu này rõ mới nhức đầu lắm. Rồi thì cơ bản là tôi chọn cái loại giây không ấy cho nó dễ. Nhà tôi để cái vụ này là đếm tới 10 rồi nè, tôi để đây 10, đếm tới 10 thì sao bạn. Rồi đến tới 10 thì tôi sẽ để cái việc là khi nó hết thời gian đến tới 10 thì tôi sẽ game over là tôi chơi thua, hoặc là tôi quay qua cái menu zoom bên ngoài. Nó tùy chúng ta, cái này bạn làm sao được. Bạn học tới video này quá rảnh vô này rồi. Khi bạn hết thời gian thì chúng ta thực hiện cái hành động gì? Một là game over, hai là quay qua menu zoom bên ngoài. Nếu quay qua menu zoom bên ngoài thì nó sẽ có cái này bạn. Nè, có cái event này nè, bạn liên kết với cái gì đó. Liên kết với cái level tiếp theo, ví dụ như người ta đang chơi này level 1 đi, thì bạn liên kết tới level tiếp theo là level 2, level gì đó tùy bạn. Hay là qua cái giao diện là winner chiến thắng ha, thì sẽ tôi để cái giao diện winner chiến thắng nè, đó. Thì người ta đếm từ 1 tới 10 thì hết tới 10 á thì người ta sẽ thắng. Thì mục đích làm gì bạn? Ví dụ như một số trò chơi game bạn giống như bạn phòng thủ vậy, bạn gắng cố gắng phòng thủ đến thời điểm là 10 giây thì người ta sẽ thắng. Đó, gắng cố gắng. Rồi đây là điểm tới ha, ví dụ như bạn không muốn điểm tới, bạn cho điểm lùi đi. Thì ở để hiển thị điểm tới sao, nãy giờ tôi quên nói, tôi sử dụng cái nốt duy nhất, một cái nốt này thôi, có tên là set UI test. Cái nốt này là gì bạn? Công dụng của nốt này là nó hiển thị giá trị của cái đối tượng này ra trên màn hình dưới dạng test, là dạng văn bản. Ví dụ như những cái nốt nào mà nó có chữ value nè bạn, có cái chữ value á, có một số nốt nó sẽ có chữ value ha, đại khái là nó sẽ lấy cái giá trị của cái nốt này nè. Nó cái value là cái giá trị của nó. Hiện tại cái nốt này là cái nốt timer, là cái nốt thời gian, thì nó sẽ lấy cái giá trị của thời gian là tính lên hay là tính xuống như các bạn. Nó thì nó lấy cái giá trị này. Rồi, sau đó sẽ hiển thị lên trên màn hình. Đây là cái nốt dùng để hiển thị lên trên màn hình nè. Cái nốt này nó không có gì chứ bạn, nó chỉ có đúng cái tên thôi. Nó cái tên nó nói với cái gì bạn? Với cái label mà ngoài cái UI á. Ví dụ như đặt tên này 11 ha. Thì cái tên này thật ra nó không phải đặt các bạn, nó dựa trên cái này nè. Ví dụ tôi ra ngoài đây nè. Ra ngoài cái UI của chúng ta chơi game ha. Rồi, trong UI đây tôi muốn hiển thị cái test lên, cái văn bản lên trên đây các bạn. Thì tôi click vô đây là default font nè. Đó. Lưu ý là cái này là dạng test ha, dạng user test chứ không phải là dạng điểm, hay là dạng đồng tiền hay đồng xu ha, lưu ý. Nó là phải là dạng score là điểm, dạng nó là dạng test. Rồi. Cái số thật ra đó là test ha, tôi nhắc lại lần nữa ha, cái số mà đang đếm trên màn hình bạn thấy đó là cái test văn bản. Rồi, sau đó bạn lo vô đây là bạn mặc định nó là default font gì đó, thì giả sử như tôi đổi tên thành 11 đi cho nó có sự khác biệt. Lưu ý cho kỹ ha, tôi đổi tên thành 11 các bạn. Rồi tôi đổi tên 11 nè. Rồi thì tôi nãy tôi quay lại cái này nè, tôi muốn hiển thị cái giá trị thời gian nè bạn. Ra ngoài cái test đó thì tôi phải chọn đúng cái test đó. Tại ví dụ như trường hợp ngoài đây tôi có nhiều cái default font là sao nó, ví dụ như cái này tôi để tên là 22 nên tôi phải chọn đúng cái label đó, lưu ý ha. Nên cái label này tôi muốn chọn hiển thị lên cái label nào thì tôi chọn đúng cái tên đó. Ví dụ tôi muốn hiển thị lên cái label 1 nè, 11. Rồi sau đó tôi sẽ cho bạn xem, thấy chưa, cái label 22 dưới đây nó đâu có hiển thị lên đâu, tại vì tôi đâu chọn đúng cái tên đó. Ví dụ tôi muốn hiển thị đúng cái level 22 là tôi chọn đây đúng cái tên 22 đó, thì nó hiển thị cái level 22 bên dưới, thấy chưa. Nãy cái level 1 là trên đây nè, trên đỉnh đầu nè. Ok ha, phân biệt cho rõ ha, tại sao chúng ta phải đặt tên hai cái cho giống nhau là gì đó. Rồi từ đây tôi dư cái này tôi bỏ đi, level 2 tôi bỏ đi. Rồi
là cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn là để chúng ta làm cái gì đó? Làm cái điểm đếm thời gian hay là cái gì đó. Đó. Cái này tôi sửa lại một một rồi đi. Rồi thì nó cho nó hiển thị cái số tăng lên bạn, còn ví dụ hiển thị cho nó giảm xuống thì sao? Thì trong cái timer này nó có chức năng revert mà. Revert nè. Hiện tại là đang đếm lên ha, từ 1 đến 10 nè. Nó sẽ thực hiện cái hành động phía sau. Hành động phía sau là hành động gì bạn? Hành động quay qua menu zoom nè. Menu zoom là liên kết với cái này nè. Menu zoom là liên kết với event nè bạn. Nè menu zoom nè, liên kết với cái win này nè. Cái giao diện này tôi để chỉ để cái chữ win là chiến thắng thôi chứ không gì hết. Đó. Rồi. Giờ ta sẽ hướng dẫn bạn cái cách làm ngược lại, ví dụ như đếm từ 1 tới 10 ha, bạn dần click vô check vô đây thì nó sẽ là ngược lại. Nó không phải là từ 1 tới 10 nữa mà ngược lại từ 1 tới 0. Đếm từ 10 tới 1, đếm ngược lại bạn 10 9 8 nữa. Nè, ta cho bạn xem. Hãy cho ban đầu là 10, sau đó là 9 8 7 gì đó. Thì khi nó đếm tới 0 á thì nó sẽ bắt đầu lại bạn. 0 tới 10 lại nè. 0 10, thấy chưa? Nó không đếm ngược nữa là tại sao bạn? Tại vì ta để cái kích hoạt là khi hết 10 giây thì nó sẽ kích hoạt cái hành động là quay qua menu zoom bên ngoài. Menu zoom bên ngoài của tôi là kết nối với cái giao diện chữ win nè, win nè, thấy chưa? Nó rất là đơn giản ha, video này rất là đơn giản hay thì người ta có thể là làm hiển thị cái thời gian lên đây, một là tăng lên hay là giảm xuống. Dùng vô số cái trò chơi giống như ta phòng thủ các bạn. Ta gắng cố gắng phòng thủ trong vòng mấy phút á thì nếu ta giữ vững được thì chúng ta sẽ thắng, còn không thì chúng ta sẽ thua, như vậy. Rồi, ta kết thúc video này ha. Hồi trước nó chưa có cái nốt này bạn. Nhờ được sau này Bipod nó bổ sung ra được cái nốt này, hiển thị cái giá trị value là giá trị của nốt nào đó lên trên màn hình UI dựa trên liên kết với cái label ha, liên kết với cái nhãn hiệu trên cái UI nó cái tên này bạn, cái tên trên UI nè, cái label trên UI nè. Rồi hồi trước là cũng có cái anh kia anh lập trình mã trip các bạn, lập trình ra cái nốt này nè, nhưng mà sau này Bipod nó hỗ trợ luôn chúng ta là khỏi công phải nhờ cái một cái người viết lập trình khác, một cái mã trip khác. Rồi kết thúc video này ha. Tôi Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.